Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp tục chúng ta lại gặp nhau trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2018. Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về một cặp loa cây đến từ nước Mỹ rất nổi tiếng của hãng loa AR. Đó là cặp loa AR330. Dòng loa này sản xuất tại thị trường của nước Mỹ, được rất nhiều các anh em chơi audio của nước Mỹ đón nhận dòng loa AR này. Dòng loa AR này nó thiên về tiếng bass rất là nhiều, bass nó đánh rất là uy lực và mạnh mẽ. Đôi loa AR330 này nó sở hữu 3 đường tiếng, 2 bass 20 màng carbon gân mút, 2 bass 20, một loa chung, chung của nó thì rất là lớn, chung của nó là chung 20. À quên, xin lỗi quý vị và các bạn, chung của nó là chung 18. Chung 18 và một loa chép. Đôi loa này thì thùng của nó thì rất là nặng. Thùng của nó nặng trên 30 kg một thùng. Nó có chiều cao của nó là 90 cm, chiều sâu 35 cm và chiều rộng của nó là 25 cm. Đôi loa vừa về tại cửa hàng rất là đẹp. Thùng của nó là thùng gỗ lạng, thùng gỗ lạng màu nâu đỏ, rất là sang trọng, vân gỗ. Tôi quay cả đằng sau để cho quý vị và các bạn cùng nhau chiêm ngưỡng, rất là đẹp. Nó có đầy đủ tem, tem cờ của Mỹ, AR330 Magin USA, có nghĩa là sản xuất tại nước Mỹ. Đôi loa rất là đẹp. Nó đánh hai cầu riêng biệt, đánh theo kiểu loa design luôn. Hai cầu loa riêng biệt. Đôi loa rất có chiều sâu thì rất là sâu và nặng. Với thiết kế 2 bát 20 màng carbon đơn mút thì nó cho ra tiếng bát của nó đánh rất là uy lực và mạnh mẽ. Đôi loa này nó có thể nghe được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero cho đến nhạc đan, nhạc mạnh. Nó có đều có thể chơi được và nó có thể hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Đôi loa AR330 sản xuất tại nước Mỹ, đẹp xuất sắc như đôi loa này, nó có giá 12.500.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này thì liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, đôi loa AR330 sản xuất tại nước Mỹ, nó có giá 12.500.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Và bây giờ tôi test một đoạn nhạc không lời để cho quý vị và các bạn cùng nhau thẩm âm cái tiếng bass của đôi loa này. Ghép nó với chiếc âm ly Samsung 607 NRA, chiếc âm ly cuối đời của dòng Samsung 607. Nếu mà chúng ta muốn hát karaoke thì chúng ta chỉ cần đặt thêm một cục vang lên thôi, hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay.